tư thế tam giác biến hình. Ngồi quỳ. Từ từ thẳng lưng lên. Gối phải quỳ xuống. Chân trái duỗi thẳng sang trái. Hít vào và giơ hai tay ngang vai. Thở ra, từ từ nghiêng người về bên trái. Cảm nhận sự giãn ra của phần eo. Động tác này có tác dụng làm tăng sự uyển chuyển của phần eo. Hít vào, từ từ thẳng người lên. Thở ra, trở lại tư thế cũ. Rút chân trái về. Đổi chân và làm tương tự. Duỗi chân phải thẳng ra. Hít vào, từ từ đưa hai tay ra ngang vai. Thở ra, nghiêng người về bên phải. Tay trái áp sát vào tai. Mắt nhìn lên. Duy trì nhịp thở điều hòa. Giữ nguyên tư thế này trong vài giây. Từ từ thẳng người. Hai tay trở lại vị trí ban đầu. Trở lại tư thế ngồi quỳ. Điều hòa hơi thở. Hãy lặp lại động tác này theo tôi. Quỳ thẳng trên hai gối. Duỗi thẳng chân trái sang bên trái. Hít vào, giơ hai tay ngang vai. Thở ra, từ từ nghiêng người về bên trái. Tay dang thẳng, mắt nhìn lên. Giữ nguyên tư thế này trong vài giây. Hít vào, từ từ thẳng người lên. Thở ra, trở lại tư thế ban đầu. Thu chân trái lại. Đổi chân. Chân phải duỗi thẳng ra. Hít vào, dang hai tay. Thở ra, từ từ nghiêng người về bên phải. Tay trái áp sát tai. Giữ nhịp thở đều đặn. Từ từ thẳng người lên. Trở lại tư thế ban đầu. Tư thế tam giác biến hình giúp cho sự vận động của tứ chi phối hợp với việc hít thở nhẹ nhàng, giúp tăng cường thể chất, bài trừ độc tố trong cơ thể, cải thiện công năng của gan.